Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý niêm trưởng, huynh trưởng, quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày hôm nay kỷ niệm 61 năm thành lập binh chủng biệt động quân. Binh chủng biệt động quân được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1968 là những đại đội biệt động với nhiệm vụ truy lùng và diệt địch. Bên cạnh đó là những trắc nghiệm thám sát và trinh sát đi sâu vào lòng địch để tìm địch và diệt địch. Là một binh chủng son trẻ được thành lập muộn màng, tuy nhiên binh chủng biệt động quân đã nhanh chóng trưởng thành trong khói lửa chiến tranh để cùng với những quân binh chủng vàng lập được nhiều chiến công trong việc bảo vệ thành trì cũng như miền Nam tự do của chúng ta. Năm 1962, những đại đội biệt động quân được chính thức thành lập những tiểu đoàn, và năm 1965 binh chủng biệt động quân được chính thức thành lập cấp liên đoàn, và đến năm cuối năm 1974, theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, binh chủng biệt động quân được thành lập 3 sư đoàn biệt động quân, và cho đến đầu năm 1975, 2 sư đoàn biệt động quân, sư đoàn 101 và sư đoàn 106 đã chính thức được thành lập. Tuy nhiên, định mệnh nghiệt ngã đã xua đẩy miền Nam chúng ta rơi vào tay Cộng sản trong ngày 30 tháng 4. Vì thế, những anh em chiến sĩ biệt động quân đã không có dịp để mà đóng góp thêm những công sức trong công việc bảo vệ đất nước Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay, anh em tất cả binh chủng biệt động quân Bắc Cali tới đây để cùng với Hồng Hương tưởng niệm và nhớ lại anh linh của những anh em đồng đội biệt động quân đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau đây chúng tôi xin kính mời hai niên trưởng biệt động quân Ngô Đình Luận và biệt động quân Nguyễn Ngọc Tống sẽ đại diện hội biệt động quân Bắc Cali lên đặt vòng hoa tưởng niệm. Xin mời hai niên trưởng. Súng chào bác. Kèn truy điệu. Thank you.
Bèn truy điệu chấm dứt, đem súng xuống, thao diễn nghỉ. Và xin mời hai niên trưởng Biệt Lập Huynh Môn Đình Luận và anh Nguyễn Đức Tông trở về vị trí. Đây là lễ tiễn quốc quân kỳ, tất cả chú ý nghiêm. Chào tay, chào. Đem tay xuống. Và sau đây hội Biệt Lập Huynh Bắc Cali xin được cắt cái bánh sinh nhật kỷ niệm 61 năm thành lập binh chủng, và kính mời tất cả quý đồng hương cùng chia sẻ cái niềm vui của anh em Biệt Lập Huynh ngày hôm nay. Xin mời hai chiến sĩ Biệt Lập Huynh. Đem trong quý nó kia, đem trong quý nó kia. Thiên lý, hai chiến sĩ Biệt Lập Huynh giúp đem cái bàn vào trong giữa các sông sông, đem hai cái bàn ở ngoài vào. Xin mời hai niên trưởng Biệt Lập Huynh, Biệt Lập Huynh Ngô Đình Luận và Nguyễn Đức Tông lên để chào tiễn sinh nhật. Và kính thưa quý vị đồng hương, đây là chiếc bánh sinh nhật do cô ca sĩ Thiên Ý và nhóm Ngũ Sao Sáng thân tặng cho hội Biệt Lập Huynh Bắc Cali. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
thua, để rứa là thua, thì chết thua, thua liền. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Việt Nam. Happy birthday to you. Và xin mời tất cả quý chiến hữu Biệt Đồng Quân chúng ta lên trước khán đài và đồng ca nhạc phẩm Biệt Đồng Quân Hạnh Phúc. Ta buộc đồng quân đồng rèn chi trai, khi phách khi khang diệt thù xây tương lai, vì màu áo tâm tư sắc phơi, vừa đồng quân cũng dân mong trời. Ta buộc đồng quân dâng mình bốn phương, mau sự ta bảo vệ cho quê, dù còn nguy khó khăn không sơn. Một ngày tươi sáng đẹp hơn, vui ta vùng sắc, vui ta vùng sắc, vui ta về chung nước Hồ Nam Cộng Hòa, vui ta vùng sắc, vui ta vùng sắc, chúng ta là những người thế hệ ngày mai, vui ta vùng sắc, vui ta vùng sắc, thế nhân dân trở lại nước Nam Cộng Hòa, vui ta vùng sắc. Bộ tộc quân sát, chúng ta là những người giết bên hồn ca. Ta bị tổ quân nguồn hình chi trai, thì khách khi ngang thiệt hồ xây tương lai. Chỉ mong áo tên tư sắc cầu, ta bị tổ quân quốc dân mong chờ. Ta bị tổ quân sẵn lần bốn phương, để bao giờ ta bảo vệ cho phương. Dù hôm nay khó khăn không sơn, một ngày mai tươi sáng đẹp hơn. Vượt tổng quân sát, vượt tổng quân sát, quyết tổng hợp chính nghĩa nước Nam Cộng Hòa. Vượt tổng quân sát, vượt tổng quân sát, chúng ta là những người thế hệ ngày mai. Vượt tổng quân sát, vượt tổng quân sát, thế giành dùng trời ác nước Nam Cộng Hòa. Vì tổng quân sát, vì tổng quân sát, chúng ta là những người biết tên hồng ca. Vì đồng quân sát, vì đồng quân sát, vì đồng quân sát. Và xin thay mặt ban chấp hành hội Biệt Đồng Quân Bắc Cà Ly, xin cảm ơn đoàn hướng đạo sinh Duyên Hồng, xin cảm ơn anh Trần Quỳ thủ khu quản trị, xin cảm ơn các anh em thủy quân lục chiến, cảm ơn quý đồng hương, quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đến chia sẻ niềm vui của binh chủng Biệt Đồng Quân chúng tôi, xin chân thành cảm ơn và cảm tạ. Dạ, tài liệu tôi bệnh ngành năm 7 ngày hứa ông là 7 năm nay. Tôi gửi qua đi tôi xem đang này ao rồi hết tôi nữa. Anh lại đi, anh lại, cứ đi với lại chỗ sẵn, cứ đi lại, cứ lại. Điện thoại gửi qua đi. Dạ, có giới hạn bao nhiêu tràng? Trình về tối đa trình dân xe. Tôi thấy có cái khuyết điểm nữa, mình mặc khẩu trang này mình đeo kính, mình thở hơi thôi mà. Những cái này là
ai nói là mình mua cái gì nó đang 19 giờ mà mang nói chuyện dần dần rồi đi ăn trưa. Đây là cái cỡ này.